Hi everyone, welcome back to my channel Vợ Việt Travel. Hi cả nhà, chào mừng mọi người đến với kênh Vợ Việt Travel. Today I will show you guys about Hong Kong street food. Come explore with me. Đây, quán ăn đường phố. Cái nào? Anh thích ăn cái nào? Cái này ăn lạnh đúng không? Cái này lạnh nè. Đó, cái này là bạch tuộc, mực gì, lòng rồi cá kiểu. Còn cái này là y đùi gà nữa nè, ăn đùi gà không? Hay là mấy rủ bé Vân Anh đi ăn các món ăn vặt ở Hồng Kông nên hai chị em đâu có ai ăn sáng đâu. Bây giờ đứng đây mua mà thật sự luôn á, thấy cái món nào nhìn cũng ngon hết trơn á. Cái nào cũng muốn ăn hết trơn á, mình mua xong thì họ đưa cho mình thì mình phải chế mấy cái loại sốt mình thích lên. Giống như tương ớt, tương đen. Look at this one. Wow, look so yummy. Let's try it. Crunchy. Delicious. Còn đây. Tang 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 tang. Đi October bạch tuộc á. Giống miệng. Đây. Crab. Fried crab. Càng cua chiên. Cái bộ con không biết cua đâu. Đây, hai chị em mình vô. Mời cả nhà nha. Kiểu này ốm lắm cả nhà. Ngon không? Để coi. Ngon em. Tôi chừng càng cua. Ôi, quán nướng kìa, oh, wow, delicious, wow. Maybe one of this one and one this one. This beef, right? Níu rộ. Níu rộ. Níu rộ. Ờ. Níu rộ. Ờ. Dết cò, dết cò, dết cò. Sam cò. Có thịt gà mà. Oh. Cái chén. Đứng mua thịt mà cái mùi thịt nó bay lên chảy nước miếng luôn cả nhà ơi. Cái nào cũng muốn ăn hết. 59 đồng. 59. Wow, this look delicious. Chạy nước miếng. I craving. Yêu ma chiều mà, yêu ma mà. Dạ, dạ. Yêu ma. Dạ, dạ, chiều, chiều. Phải gì? Bỏ hai gói riêng. Dạ, thì put. Thôi thôi xài. Giờ cùng ăn với chị em mình nha. Đây là một cây, này là thịt gà nè. Cái này cây là thịt gà. Ngon lắm mọi người ơi. Hai cây này hai chị em mua là 59 đồng quý vị. 4 cây. À 4 cây. Vậy là cây có 10 mấy đồng rẻ ha. Dạ. Mà 15 đồng. Thịt cừu nè, thịt bò nè, rồi sụn gà nè, rất là ngon. Đó, mời cả nhà nha. Mời cả nhà nhé, mời cả nhà. Ngon quá. Nhưng mà á, cái mùi vị á nó giống như là nó đậm chất á kìa ha, đúng không? Nướng ngon. Nướng Việt Nam. Cho ăn cái này. Cái này bò đúng không? Bò, cái này bò, bíp. Xong rồi nó rắc cái lá gì mà mình hay ăn steak mà bỏ vô đó chị. Không, cái đó là cumin, cumin. Cho em một miếng này đi, em thích ăn cái miếng mà mỡ. Ăn đi. Thấy ăn mỡ mà sao gầy ta. Này thiếu gì ta? Tương đỏ hả? Tương bỏ chứ bia. Dạ, đắng rồi. Tương gà. Tương gà ngon quá ha.
ngon quá nhờ, ai qua Hồng Kông mà muốn ăn đồ quán đường phố hú vợ Việt với bé Anh rồi nha. Hôm nay là hai chị em mình sẽ đi ăn hết con đường ở Mông Cốc. Nhưng mà không biết là có ăn hết nổi không nữa. Để coi. Cả nhà nhớ theo dõi coi, coi chị em mình coi ăn đến cỡ nào nha, coi có hết được con đường này không nha. Hai chị em là sợ mập nhưng mà đồ ăn thì ở Hồng Kông thì ngon lắm, nó cũng nhiều món. Tính ra cũng rẻ, tính ra một cây này thì tính theo Hồng Kông thôi chứ không phải rẻ theo Việt Nam đúng không? Nếu mà tính tiền Việt Nam thì người Việt Nam mình thì có mắc. Nhưng mà để mà tính đi ăn vặt ngoài đường cái này của Hồng Kông thì gọi là rẻ rồi đó. Rồi, quá rẻ luôn á. Xuyên này mở bên Sen Trồ coi. Ta lửa luôn, này có mười mấy đồng, quá rẻ. Ngon. Ngay cái chỗ mà con đường ở em gần Lan Quế Phương á. Lan Quế Phong. Lan Quế Phong đó là chị dẫn em đi đó, là cái quán nó ăn cũng mắc lắm, một phiên nó khoảng 20 đồng với 25 đồng có. 25 đồng bữa chị ăn hình như là 25 á. Còn này có 15. Dạ. Không đó mình ơi, mua bốn cây nó được giảm 1 đồng á. Nên là có 59 thôi, tính ra 15 thì 30. 30 60. 60 là 4 cây đúng không? Dạ. Chị nói này. Nó bay ra ngoài luôn các con. Now we continue going. See what they have more here. A burger. Oh no. Thank you. A burger so full of burger, right? Ăn đang no rồi không ăn. Món Thái hả? Thai food. Thai food đó là phải order nhiều mà ăn không hết đâu. 54 for this one. Wow, that's good price. Cái gì đồ ăn vặt, trời ơi, nguyên cái cửa hàng đồ ăn vặt mà trời, cho chó. Chó mà nội ơi. Hay là đường gì ta? Bus street hả? Tung Choi Street. Chết. Yeah, you can drink, biết Hồng Kông drink hả? Fresh coconut juice, made in Hồng Kông. Phải thấy của Lâm Bà à. Chị nè, có món ăn vặt này mà. Everything looks good, huh? Mm-hmm. It's so cheap here. 50 only. Now we go to drink bubble tea. Trà sữa cả nhà ơi. Golden bubble tea, hả? Hey, em uống cái gì? What you want to drink? Em uống vị đào thử đi, thường em hay uống cái này. Chị đang tính uống cái này, golden bubble tea nè. Thôi xoài ta. Xoài cũng ngon đúng không? Em không biết nữa, bữa nay nó có phê vật mới. Em ít đường thôi nha. Đường hả? Đừng có nữa, không có nữa. 25% hả? Dạ. I want the one 25% sugar and medium. And one nope. Đá bình thường đúng không? Đá bình thường, đá bình thường. And one golden bubble tea. Medium and half sugar. Thank you. Bao nhiêu vậy chị? 69. Yeah. Okay. Ring now. Yeah. You can help us too. Thank you. Thank you. Thank you. Vợ Việt vừa lấy xong ly trà sữa rồi cả nhà. Chị ơi, mời cả nhà uống trà sữa với em nha. Em thích uống cái trà sữa của chị nhưng mà này. Sao? Cái đó không ngon hả? Là vị truyền thống. Vị truyền thống mà là thử cái đó không thích bằng cái vị truyền thống đúng không? Dạ, hơi ghê. Truyền thống nó thích hơn. Đừng có phun ra nó chết luôn. Ngon. Nó chua. Chua hả? Peach mà đào à. Peach. This is a sour. This is mixed tea, this is original. Delicious. Thôi cả nhà ơi, vợ Việt xin kết thúc video nãy đây. Tại vì hai chị em mình vừa nãy giờ ăn với uống với no quá. Uống cái ly này no quá. Giờ bỏ cuộc coi, coi tổng kết lại coi nãy giờ mình ăn hết bao nhiêu tiền nha. 3 que đầu là 55 đồng, rồi 4 que sau là 59 đồng. Còn 2 ly trà sữa là 69 đồng. Tổng thiệt hại là 183 đồng. Thôi cả nhà xem video nhớ cho vị Việt xin một like. Ai mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký, bấm hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.